Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tối ngày 28 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị số 10 sau ngày 30 tháng 6. Chỉ thị số 10 không có thời hạn thực hiện, sau ngày 30 tháng 6, thành phố vẫn áp dụng phương án này, ông Đức nói. Trước đó, tối ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện siết chặt và tăng cường các biện pháp trọng tâm gồm: dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cá nhân tổ chức. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Toàn thể người dân tự giác chấp hành yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình. Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân thành phố và nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 1,5 mét, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng. Các cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo yêu cầu về giãn cách trong quy trình làm việc. Các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế. Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết, trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, ngoại trừ các cuộc họp đặc biệt quan trọng được chính quyền địa phương cho phép và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.